Đây. Cá này là cá giăng lưới nè. Còn này bắt nè. Còn lưới còn ngắm. Chiếc bắt nhiều lắm nha. Cái này mình nướng mỡ hành. Mỡ hành nè, đậu phộng nè. Chấm với muối ớt nè. Các bạn mà đi đến Ba Hòn Đầm là tự bắt cái con này là về đem lên mua một người ta một cái lò than, xong cái mình tự nướng mình ăn. Cái này mình luộc. Cái này là con dòm, cái này là con ốc ngọc. Cái ốc này là ốc gì sang? Ốc này là ốc gì? Cua. Con này là ốc, con này là ốc ngọc nè, còn con ốc này là ốc gì chứ? Các bạn cứ ra con nào ăn cũng được hết, cứ nhổ. Đúng rồi, các bạn cứ ra đi, cái con nào dưới biển cũng ăn được hết trơn á. Con ngon con dở thôi. Chứ con nào cũng ăn được hết. Nè, mò từ sáng tới giờ nè. Nhóc luôn. Cá. Mình nướng nha. Bây giờ là mình đang ở đây là Ba Hòn Đầm, nhưng mà bên đây là Ba Hòn Đầm Vuông, nước rất là trong. Y nước trong ghê luôn á trời. Chỗ này á, thôi đừng có ha, bên kia, bên kia sao bây giờ nó xịn quá à. Nói này là mấy Trinh thời con thay đồ kia tắm cho ướt ướt á. Mấy người này ta đã đi du lịch ngày hôm qua đến giờ nè. Người ta về. Ta ngủ đêm ở đây. Mình thì mình mới ra hồi sáng nè. Ghe đó chứ ghe thu mua, người ta chạy đi các đảo này đảo kia, người ta thu mua hải sản. Đúng chưa, để mà hành vô, để mà hành được chưa? Con cá từ Bắc Hà nha. Đó. Quá nhiều. Ồ, cái con đó nó thịt nè. Con dòm nè. Ồ, con dòm nó thịt kìa. Nó mập con nít luôn á. Con dòm này nó ngon hơn là dòm ở trong mình bán biết nhiêu luôn nha. Thiên nhiên đó. Tại vì với lại mà là mình bắt lên liền, mình ăn liền nó ngọt. Còn mấy cái con mà trong kia là ê có nuôi đúng không ta, dòm nuôi đúng không? Có nuôi chứ mà. Bởi vì đâu có ngon. Ngồi đi. Đó. Chính rồi đó. Mấy con cá là tươi mà đem lên nướng cái nhìn đó hấp dẫn ghê luôn á. Ê ta lưới 4 phân mà cá đâu có bự đâu. Cá nó chạy lọt 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 à.
ba em gái tắm. Chiều rồi mấy em ở đây là cũng đi du lịch chúng mình vậy đó, nhưng mà ở đây cũng đêm đó, bởi vì giờ là lúc chiều tát cái tắm rất là đã, chiều mát tắm vui. Sao bắt được mấy này hay gì? Dạ, dưới đám tảo á. Sao bắt sào cò nhiều lắm. Không, cái con sào cò lại là trong đám hẹ. Dạ đúng rồi. Nhiều lắm á. Hôm qua lặn không có. Không phải đâu, anh phải chịu khó. Anh phải chịu khó, anh móc qua dưới đó. Đúng rồi. Nó sâu lắm. Hôm qua lặn biết lâu rồi, bắt không. Trời, nó nằm dưới bếp á. Vì mấy con này hả chị? Mấy con nó nhỏ lắm, mình không có thịt đâu, chứ nó dẹp lắm. Có thịt gì đâu anh. Lúc đầu á mới bắt nó không biết. Mấy con này mấy con bắt đầu tiên nè. Có gì chị thải xuống dưới cho em đi. Có uổng. Sò cò nè. Đây sò cò không nè. Để cho anh cái này nó có thịt. Con này ngâm ngâm lát cho nó nhả. Có thịt không anh? Con này chết. Con vỏ đen này. Phải đâu có thịt anh ơi, tại nó bị đen. Con này còn sống. Tại nó bị đen. Còn nó ngon, nó con dòm á. Ê lựa mấy con này nhỏ nhỏ bỏ thôi. Không phải thịt dưới đi. Con này cá không?